Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, uống nước nhớ nguồn, những người con thừa Thiên Huế Sacramento, giàu đã sống ly hương vẫn nặng tình quê, tri ân tiền nhân đã tạo dựng một dải đất thần kinh, vẫn giữ gìn phong tục lễ nghi thờ cúng, muốn truyền lại thế hệ cháu con nơi xứ người. Nên lúc 7 giờ tối, ngày 15 tháng 7 năm 2012, tại nhà hàng Happy Garden đã có một buổi gặp mặt thân mật. Nhằm mục đích chính là vấn đề là hồi ngộ của Đông Hương Huế. Và chủ đề của chính của cái buổi hồi ngộ Đông Hương Huế hôm nay là chúng tôi tự trung ở trong hai chữ tình Huế, tình Đông Hương Huế, lưu lạc cho dù bất cứ một nơi nào đi nữa, nhưng mà mỗi khi nhớ đến Huế thì Đông Hương Huế rất là phấn khởi và cũng tạo thành một cái tình để liên kết với nhau trong cái tình đoàn kết, luôn luôn hướng về cái xứ sở của mình. Đồng thời chúng tôi cũng muốn bảo tồn cái vai trò của hội, chúng tôi muốn bảo tồn văn hóa của cái nét văn hóa Huế, cái lễ tưởng niệm công đức tiền nhân. Bởi vì theo nguyện vọng của Đông Hương tham dự lần trước á, họ muốn cho chúng tôi có nên tổ hội, nên có tổ chức những cái nghi lễ hoặc là những một số nét văn hóa về Huế cổ truyền, nhằm để giúp cho giới trẻ cũng như Đông Hương đang lưu lạc ở xứ người. Huế ơi, nhớ lắm, chúng ta tự hào về những giai đoạn lịch sử di dân lập nghiệp và củng cố của tiền nhân chúng ta trên mặt đất sánh lệ của vua Diêm Thành là Tế Mân, để xin cưới Huyền Tân Tông Chúa con vua Trần Nhân Tông vào năm 1306. Nếu tính thêm thời gian thủ phụ của các chúa nguyệt đóng đô ở các nơi như Phú Phước Yên, Kim Long, Bát Vòng, Phú Xuân, thì vai trò thủ phụ và thủ đô của Thừa Thiên Huế là 292 năm. Nhưng không thể không nghĩ về những tai trời ắt nước, những oan kiên nghiệt ngã mà quê hương này đã từng gánh chịu. Vào nửa đêm 22 rạng ngày 23 tháng 5 Ất Dậu 1885, hàng ngàn oan hồn uổng tử chết vì súng đạn và đói khát do thực dân Pháp gây ra. Trời hành cơn lụt mỗi năm cho đau thương tràn ngập Thuận An. Trận lụt năm Thìn 1953, và làm sao chúng ta quên được biến cố Mậu Thân tan tóc với hơn 5.000 người bị giết, bị chôn sống trong những hầm tập thể ở Gia Hội, ở Đá Mài, ở Bãi Châu và nhiều nơi khác. Mùa hè đỏ lửa 1972 lại xảy đến với Đại Lộ Kinh Hoàng. Mùa xuân 1975, dân Huế thêm lần nữa chịu chung số phận đau thương của toàn dân tộc. Nỗi đau mất nước, mất nhà, gia đình ly biệt, với hàng trăm quân lính và đồng bào chết thảm thương tại cửa biển Thuận An.